chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên màn tần 57.3 của chúng tôi cũng như trên mạng lưới internet toàn cầu vnatv573.com. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tina Quách và MTM Pharmacy. MTM Pharmacy có 5 địa điểm tại các thành phố Santa Ana, Huntington Beach, Garden Grove cũng như là Anaheim để phục vụ cho quý đồng hương. Kính mời quý vị ghé đến với lại các pharmacy của MTM Pharmacy để nhận được sự giúp đỡ của các dược sĩ tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, chào chị Tina. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chào Mỹ Linh. Tina xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình DNA TV 57.3. Dạ, có chúc Tết khán giả không? Đúng rồi, chắc mình phải chúc Tết khán giả chứ. Bây giờ chúng ta đã chuẩn bị bước qua năm mới rồi. Xin chị cũng đại diện cho các nhân viên của MTM Pharmacy gửi những lời chúc mừng đến khán giả của chúng ta. Dạ. Tina xin đại diện cho toàn thể nhân viên, dược sĩ, technician của MTM Pharmacy kính chúc tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình 57.3 một năm mới an khang thịnh vượng, được nhiều bình an, được nhiều sức khỏe và được nhiều hạnh phúc trong năm Mậu Tuất. Dạ, cũng đại diện cho VNATV cảm ơn MTM Pharmacy đã luôn đồng hành cùng với lại đài trong suốt những năm qua. Chúc cho các dược sĩ, những người technician cũng như các nhân viên phục vụ trong MTM Pharmacy thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui và là một cái teamwork rất là mạnh để có thể phục vụ cho quý đồng hương. Yeah. Cảm ơn Mỹ Linh. Dạ. Vâng, thưa chị Tina, đã nhân dịp Tết, chị em mình đang mặc những tà áo dài rất là truyền thống của Việt Nam mình để có thể chúc Tết rồi chung vui cùng với quý bà con. Thì có lẽ ngày hôm nay mình phải nói về cái chuyện Tết, phải không chị? Đầu năm mình phải nói chuyện vui chơi của ngày Tết. Dạ. Đúng không? 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì mình tạm gác lại công việc chút xíu. Dĩ nhiên là mình ở đây thì mình cũng phải làm việc, nhưng mà mình làm ít ít thôi. Yeah. Mình cũng phải vui chơi một chút xíu để không thôi thì mấy bạn bè, bà con và những người ở bên Việt Nam họ chơi giành của mình hết. Dạ, đúng rồi. Mình cũng phải đua. Tháng giêng là tháng ăn chơi cho nên là mình phải relax một chút xíu phải không? Cho những ngày đầu xuân. Dạ. Mà giờ Tina thắc mắc là không biết là, dĩ nhiên là mình biết và không biết là mình có biết hết hay không những cái phong tục tập quán vui chơi ngày Tết của người dân Việt Nam mình đó, Mỹ Linh, không biết là như thế nào. Đầu năm thì có những, ngoài cái việc mà mình cúng kiến rồi mình không nấu cơm, mình ăn những cái bánh chưng, bánh dày, ăn thịt kho, ăn nhiều món, rồi mình lì xì, thì những cái đó thì Tina nghĩ là ai cũng biết, đúng không? Yeah. Mình ở Việt Nam tuy rằng vài ba năm mình cũng biết những phong tục đó, nhưng mà rồi những cái phong tục khác, vui chơi, lễ hội khác thì thật ra bản thân Tina cũng không có biết hết. Tina nghĩ là Mỹ Linh sẽ biết rất là nhiều, tại vì Mỹ Linh đã từng có những cái thời gian nghiên cứu về cái văn học, văn chương và nền văn hóa của người Việt Nam, đúng không? Dạ, kỳ thật ra đó, văn hóa Tết, mình nói là văn hóa Tết của Việt Nam mình thì có rất là nhiều. Thật ra nhiều lắm, giống như là ngày 23 Tết thì mình phải cúng ông Công, ông Táo về trời. Dạ, rồi xong sau đó đó là ngày đêm 30 đó, mình phải đón lại. Mình phải đón về, tại vì 23 Tết mình đón đi rồi thì 7 ngày sau, một tuần sau là ngày 30 Tết mình phải đón lại, đón ông Táo về để mà ăn Tết. Rồi mình đón ông bà về ăn Tết, rồi mình phải gói bánh chưng, bánh dày. Rồi xong rồi mình phải treo cây nêu ngày Tết, mình phải có pháo ngày Tết, rồi để mà xua đuổi tà ma. Rồi cũng như là mình phải cúng ông bà gia tiên, có rất là nhiều thứ mình phải làm. Nhưng mà cái đó thì tập tục thì nhiều quá, rồi những điều kiêng kỵ cũng nhiều nữa. Cho nên là hôm nay thôi thì tạm thời mình chỉ nói về cái chuyện lễ hội thôi. Thì trong cái gọi là lễ hội thì phải có hai phần, tức là phần lễ và phần hội. Hai phần, phần lễ đó thì thường là người ta sẽ dành thời gian để mà đi đến viếng thăm chùa và để người ta cầu mong một cái năm mới an khang, thịnh vượng. Và đặc biệt á, trong khi mà mình đến chùa trong những ngày Tết á, người ta sẽ làm một cái việc đó là xin sâm. Đúng rồi. Hầu như là người ta đều xin một cái quả sâm, và người ta trên cái sâm đó, đó là nó sẵn một cái ô sâm, một cái hũ sâm như vậy. Thì khi mình lắc á, là nó rớt xuống một cây, rồi mình cầm cái number đó, cái số đó, mình sẽ đến có một cái chỗ mà giải sâm sẵn. Mình cầm cái quả sâm đó, mình đi đến mình lấy đúng cái tờ giấy đó. Đúng rồi. Rồi mình coi. Hoặc là có những nơi đó là họ có người thầy,
để mà giải cho mình luôn. Mình sẽ đến đó, mình gặp một người thầy, rồi người đó sẽ nói, ồ cái quả sâm đó mình bóc ra vậy thì mình năm nay sẽ như thế nào. Thì thường người ta sẽ dùng cái đó. Rồi hoặc là người ta trong phần lễ luôn thì mình có gọi là hái lộc đầu năm. Là tức là mình đến những ngôi chùa, mình sẽ xin một cái lộc, cái cây, một cái lộc non ở trên cái cây của chùa. Cho nên cái nhiều khi các chùa đó rất là ngại, người ta đến đông á, cứ mỗi người bẻ một nhánh là hôm sau là chùa tơi tả. Lặt hết luôn. Dạ. Cho nên bây giờ các chùa họ kỹ hơn, là họ sẽ không để cho mình tự như vậy, mà họ sẽ mua những cái cây nhánh nhỏ nhỏ vậy, rồi xong đó họ sẽ phát hoặc là họ bán để mình gây quỹ cho những Phật tử đến chùa, hoặc là even không phải là Phật tử luôn, người ta cũng muốn đến xin thì họ sẽ cho cái lọc đó, thì nó better để giữ được cây cối ở trong vườn. Nhưng mà thường á, là xin sâm nè, hái lọc đầu năm là những cái mà liên quan đến phần lễ mà mình không nên thiếu. Rồi sau công cái phần lễ nữa đó là mình phải chúc Tết ông bà, cha mẹ, những người lớn. Không, cái đó thì thường các con nít là nghĩ là mình sẽ được lì xì, là tại vì phải chúc Tết, phải kính ông bà thì mới được chúc, mới được lì xì. Nhưng mà thật ra cái đó là để cho nhận được cái lời chúc phúc từ người lớn dành cho mình. Thì mình phải chúc Tết để mà được nhận cái lời chúc phúc đó. Đó thường là cái lễ. Đó, và thường lễ hội trong những cái ngôi chùa, những cái nơi mà cúng kiến là lễ hội rất là vui. Thì chị Tina không biết là chị đã có biết đến những cái lễ hội nào, những cái ngôi chùa nào nổi tiếng ở Việt Nam mà người ta thường sẽ dành thời gian của mình để đến đó. Tina lên, Tina Google để Tina làm cũng học hỏi chút xíu. Tina thấy năm nay ở Việt Nam họ nói đó là có 11 cái lễ hội lớn đầu xuân khắp nơi từ miền Bắc tới miền Nam. Yeah. Những cái ngôi chùa rất là lớn mở mỗi một cái ngôi chùa như vậy đó thì người ta làm một cái lễ hội lớn. Yeah. Có nào là có lân, có trống, có cúng kiến nguyên một ngày đó để người dân họ tới đó họ cúng kiến và họ dự lễ hội luôn. Thì quý bạn nào mà ở đây muốn đi về Việt Nam chơi nhân ngày Tết mà muốn đi lễ hội thì có thể lên trên cái website này để kiếm thử là xung quanh cái khu mình ở cái ngôi chùa nào lớn để họ làm những cái lễ hội lớn đó để mình đi, cũng mình đi muốn xem cho biết. Tina thấy nè, ở từ ngoài Bắc vào có nè nha, chùa Hương. Chùa Hương là chùa nổi tiếng ở bên Việt Nam của mình, ai cũng biết đúng không? Dạ, thật sự lễ hội chùa Hương rất là nổi tiếng, là nó bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 âm lịch cho đến miết đến ngày gọi là hết tháng 3 âm lịch luôn. Wow. Nó kéo dài 3 tháng lễ hội, người ta gọi là mùa lễ hội chùa Hương, một mùa lễ là từ ngày 6 tháng 1, từ ngày 6 tháng 1 âm lịch cho đến miết đến ngày hết ngày tháng 3 âm lịch luôn. Và ngày lớn nhất là không phải là ngày Tết mà gọi là ngày rằm tháng Giêng. Là tức là ngày 10, ngày khoảng 18 tháng 1 âm lịch là ngày lớn nhất, là ngày rằm tháng Giêng, thì lúc đó là chùa Hương là lớn nhất. Và ngày 6 tháng 1 á, âm lịch người ta gọi là ngày mở cửa rừng. Ngày mở cửa rừng tức là người ta sẽ có một cái nghi thức xin thần rừng để được đi phép đi vào trong những cái động. Tại vì đây là nó có gọi là động lớn nhất là động Hương Tích, là động đẹp nhất của chùa Hương. Và khi mà mình đi chùa Hương là mình phải đi qua một cái gọi là phải đi thuyền. Mình phải đi bằng thuyền đi trên cái con sông đó rồi đi qua khỏi ngang khỏi những cái động đó thì mình đi lên được những bậc tam cấp để đi lên. Thế nào Tina cũng phải kiếm cách đi về Việt Nam rất thăm chùa Hương một lần vào nhưng ngày mà lắm. Nhưng mà khi mà bắt đầu hoa mơ nở đó, chị nên đến đó, bắt đầu khoảng chừng giữa tháng 1 thì hoa mơ mới nở trắng hết luôn cả một cái khu rừng đó. Thì chị đi mới là đẹp nhất. Dạ, thì lễ hội chùa Hương, và quý vị có thể đến và lễ hội chùa Hương mà đẹp nhất quý vị nên đi vào khoảng ngày 15, ngày 18 tháng 1 âm lịch là the best, rất là đẹp. Chùa Hương thì ở Hà Nội ha, rồi cái nữa là họ nói là Gò Đống Đa cũng ở Hà Nội cũng có lễ hội. Dạ, Gò rồi. Đống Đa đó họ tổ chức lễ hội là tại vì sao? Họ mừng chiến thắng của vua Quang Trung Nguyễn Huệ khi mà chiến thắng quân Thanh, và Ngọc Hồi Đống Đa là cái trận lớn nhất để mà mừng Xuân Kỷ Dậu. Tại vì nhà vua đã hứa với các binh lính của mình là mùng 5 Tết chúng ta nhất định sẽ được ăn Tết tại Hoàng Thành Thăng Long. Chúng ta sẽ chiến thắng và thực hiện lời hứa đó của mình sớm trước 2 ngày. Là mùng 3 Tết là các binh sĩ đã đến được Gò Đống Đa và chiến thắng luôn cả một trận oanh liệt tại đây vào Tết mà Xuân Kỷ Dậu. Cho hay nên là người ta rất là thích đến cái đền này ở trong dịp lễ Tết. Hay quá. Cái thứ ba trên này họ nói là khai ấn đền Trần ở Nam Định. Khai ấn đền Trần á,
là người ta nhớ đến danh tướng Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo Đại Vương, là một người đã 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên, là một nhân vật lịch sử. Và khi mà đến đây đó, đặc biệt là người ta sẽ không có phải là xin xăm nhiều, nhưng mà người ta sẽ coi một cái mà đặc biệt lắm ở đây, đó chính là gọi là lên đồng. Lên đồng. Lễ hội ở đây mà quý vị đến cái đền này á, trong dịp Tết mà quý vị không coi lên đồng là quý vị uổng phí nửa cuộc đời. Là tại vì á, rất là hay, người ta cái này có nhiều khi có những người cho là mê tín, nhưng mà có những người họ hiểu rằng đây chỉ là một cái phong tục thôi. Họ sẽ hát những cái bài hát mà họ hát chèo thuyền, tức là có họ cầm 2 cái cây giống như đang chèo vậy đó và họ hát, hoặc là họ sẽ làm xiên lình, tức là người biểu diễn sẽ xiên một cái que sắt. Wow. Họ xuyên từ bên này qua bên má bên này, hoặc móc lên trên tay của mình luôn mà họ không bị chảy máu, không bị hết. Và đây là những cô đầu họ hát những bài hát rất là hay mà không phải ai cũng thuộc và không phải ai cũng biết những cái này. Đó, thì quý vị coi mà ở bên hải ngoại thì chắc chắn quý vị không tìm đâu ra nơi nào mà có thể hát khác bài hát cô đầu vậy cho quý vị nghe hết đó. Ráng đi về Việt Nam để xem một lần cho biết. Cô đầu hay lắm. Dạ, những cái mà khác nữa là giống như Yên Tử ở Quảng Ninh, Tịch Điền Tiền Điền Đội Sơn ở Yên Tử đó. Yên Tử thì rất là hay, tại vì Yên Tử là một cái núi mà ngày xưa vua Trần Nhân Tông lên đây để mà tu, và ra một cái thiền phái gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Trúc Lâm Yên Tử. Dạ, dạ đúng thì vậy mới biết. Dạ đó. Hôm nay mình học lịch sử. Ra một cái thiền phái. Đây là vị vua hay lắm, ông bỏ hết tất cả vương quyền của mình để mà có thể đi tu và dùng cái đạo Phật để mà truyền bá cái lòng yêu chuộng chúng sinh cho nhân gian. Và cho nên là lập ra một cái phái thiền, là một phái thiền tông đầu tiên và nổi tiếng ở trong lịch sử là phái Trúc Lâm Yên Tử. Rồi có những vị cung phi nương tử là đi lên đi theo ông để mà nói là ồ xin hãy cho đi theo này kia, rồi xin nhà vua hãy trở về. Nhưng nhà vua nhất quyết không chịu và đến nỗi họ đã tự vẫn ở trong một cái suối. Và đến thì dĩ nhiên nhà vua rất là đau lòng trước chuyện đó, thì đã lập đàn giải oan cho họ. Và đến nay người ta gọi đó là suối, đó là suối giải oan. Dạ, thì khi mà mình đến đây thì trong những mùa lễ hội thì mình sẽ được cái này, người ta cũng cúng kiến rất là đông. Rồi cái nữa là đền Vua Mai ở Nghệ An, Làng Sinh ở Huế, Đống Đa ở Bình Định, núi Bà Đen ở Tây Ninh, Chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương. Chùa Bà Thiên Hậu hay này kia là đều là những cái gọi là tín ngưỡng dân gian của miền Nam, mà đặc biệt chỉ có miền Nam thôi. Thì những nơi này á, là tại vì họ ảnh hưởng bởi cái chế độ mẫu hệ và cái gọi là văn hóa thờ mẹ. Đúng rồi. Thờ mẫu. Đúng, thì họ tin rằng á, là tất cả vạn vật ở trên thế giới này, trên trời đất này đều phải có một người mẹ sinh ra. Biển cả thì phải có mẹ biển. Mẹ biển cả sinh ra. Núi rừng thì phải có mẹ thượng ngàn sinh ra. Dòng sông cũng phải có mẹ sinh ra. Thì tất cả những cái đó thì gọi là văn hóa mẫu. Thì vào Tết thì người miền Nam họ sẽ thể hiện những cái văn hóa thờ mẫu này. Như thế nào? Họ sẽ tắm rửa cho tượng của bà, rồi họ sẽ có thay xiêm y này kia, thì có những cái lễ hội đó. Rồi cũng, cái cuối cùng là đền Đức Thánh Trần ở thành phố Sài Gòn. Thì nãy giờ Tina kể 11 cái. Thì quý vị nào ngày Tết, ngày trong tháng Giêng đó mà sắp xếp được thì giờ thì cũng nên đi dự những cái lễ hội này để nhớ lại hay là học thêm những cái văn hóa bảo tồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.